Hôm nay trại bồ câu Minh Dũng giới thiệu cho bà con nuôi thả lan và nuôi nhốt chuồng như thế nào, coi cái nào lợi hơn. Mời vô đây để Minh Dũng chỉ. Ở trại mình là nuôi là một chuồng chỉ có hai con đúng anh? Bây giờ một chuồng nuôi hai con, lý do gì nuôi một chuồng hai con như thế nào để mình hướng dẫn kỹ cho. Chẳng hạn như giờ hai con bồ câu là mình thấy nó bệnh là mình lội nó ra liền. Đó, rồi coi nào trống đúng máy mới được là mình mới để cho nó nuôi nó đẻ, vậy mình mới có lời. Còn nhiều thấy mình thấy nhiều hộ bà con ta nuôi thả lan hết vậy. Thả lan quần thể á là coi như là nuôi giờ không có đạt. Chẳng hạn như giờ trống nhiều quá, nó ăn quá chừng quá đó. Mà mái ít, nó đẻ lại con ít nữa là nuôi lỗ. Là mình quản lý không có được những cặp bồ câu thứ nhất trống nhiều quá, ăn nhiều quá là không có đạt. Còn những con nào bệnh á mình không bao giờ biết được. Anh thử ra nuôi mà thả lan quần thể á là hiện giờ là nuôi không thành công. Mong bà con là coi như là mình nuôi nhốt từ cặp vậy để cho mình quản lý dễ, để cho mình cho nó đạt, nó đẻ đạt 100%, chuồng nào cũng có con hết, trống ra trống, máy ra máy, chứ đừng có thả lan chung hết. Và có phải là khi mà mình nuôi mình thả lan như vậy á thì nó khi mà ăn á thì nó cũng tranh nhau đúng không anh? Con ăn ít con ăn nhiều đúng không? Nuôi thả lan nó phức tạp lắm. Thứ nhất nó bệnh. Nó bệnh đó là nó lây lan hết tất cả liền. Mà mình nuôi như thế này có con nào lỡ như con nào mà nó cảm gió hay là tái gió gì lội nó liền. Tại một câu này là tuyệt đối không bao giờ cho uống thuốc. Không ngừa, không có uống thuốc, không có thuốc gì để cho uống. Không phải như những giống bồ câu khác đâu nha. Giống bồ câu của Trung Quốc đem về đó. Thứ nhất là cho uống Lasuta, ngừa tả. Hay là mình nhỏ mắt này kia. Bồ câu này là tuyệt đối không cần gì hết. Chỉ hàng 3 tháng mình đi sổ dung một lần thôi là xong. Và khi mà mình nuôi, mình nhốt theo cặp như này thì có phải nó chất lượng hơn nhiều đúng không anh? Đúng, mình nuôi vậy là tại mình quản lý nó được mà. Mình hàng ngày mình đi qua lại nè, coi những con nào mà đẻ yếu, hay là coi những con nào mà nó ăn ít, hay những con nào mà nó bỏ ăn hay gì á, mình xử lý liền. Còn như thả cho quần thể là mình đâu biết được, thành thử ra nó thất thoát, nó nuôi rất là lỗ, không bao giờ mà nuôi được cái bồ câu trong chuồng nhốt như thế này. Mà tại sao vẫn nhiều người chọn cái cách nuôi đó là nuôi thả lan như vậy? Tại vì giờ bây giờ nhiều người ta theo hồi xưa tại vì nuôi thả lan như thế đó, nhưng mà nuôi không có lời đâu. Thay vì giờ nuôi 100 cặp là mình này lời được 6 triệu cho một tháng, mà nuôi thả lan nó chỉ được 1 triệu cho một tháng thôi, có khi lỗ nữa. Và cũng nhiều người, tại vì cũng nhiều khi cũng không có chi phí để làm lồng đúng không anh? Mình có thể nói là có nhiều người không có chi phí làm lồng, tại vì cái chi phí làm lồng này thì một lồng này thì ở trại mình khoảng bao nhiêu đây? Bây giờ tùy theo, bây giờ cái lồng này ngoài chợ á, nó bán một lồng này thì chỉ có 10.000 thôi. Nhưng mà ngoài lòng ngoài chợ á thì nó có kẽm, nó có 2 ly thôi. Còn kẽm này á là kẽm 3 ly 2 là mình bán cho 15.000, là để cho nuôi trong vòng 15 năm. Đây là cái kẽm đây. Kẽm này nuôi được 18 năm rồi mà nó chưa bị hư đâu. Còn nhìn rất là bền anh nhỉ? 18 năm. Cái lồng này ở trại của mình làm ra luôn mình hay sao? Sản xuất luôn. Là đằng kia mình đang sản xuất nhà mình tự làm hết tất cả hết. Kẽm thì mình đặt loại kẽm loại mà để làm lưới bê bông ngư nè, rất là chắc.